Lá thăm may rủi đã đưa Italia, Bồ Đào Nha vào cùng một nhóm đấu thuộc vòng playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu. Điều đó cũng đồng nghĩa với ít nhất một trong hai đội sẽ không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm sau. Riêng hai nhóm còn lại khá cân bằng. Ở nhóm A, xứ Wales sẽ gặp Áo ở bán kết. Nếu thắng, họ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Scotland và Ukraine trong trận chung kết playoff giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Ở nhóm B, Ba Lan và Nga sẽ gặp nhau ở bán kết. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Thụy Điển và Cộng hòa Séc. Ưu thế thuộc về Nga và Ba Lan, bởi nếu vào chung kết, họ sẽ được chơi trên sân nhà. Theo lịch, các trận đấu bán kết playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2022. Ba trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2022. Erling Haaland hồi phục chấn thương sớm hơn dự kiến và có thể ra sân vào cuối tuần này. Dortmund nhiều khả năng sẽ thận trọng và để Haaland dự bị trước Wolfsburg. Tiền đạo 21 tuổi có lẽ sẽ chỉ được tung vào sân khi Dortmund rơi vào thế khó và cần bàn thắng. Huấn luyện viên Marco Rose cho biết Haaland sẵn sàng cho trận đấu Clasico với Bayern Munich vào ngày 4 tháng 12. Đây mới là trận đấu quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch của đội bóng vùng rùa. Trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Signal Iduna Park đang kém đại kình địch vỏn vẹn 1 điểm sau 12 vòng đấu. Với sự trở lại kịp thời của Haaland, Dortmund có thêm tự tin đối đầu với nhà đương kim vô địch. Trước khi anh dính chấn thương, Haaland có phong độ làm bàn khủng khiếp với 13 pha lập công sau 10 lần ra sân mùa này. Phá vỡ im lặng, giám đốc thể thao Leonardo vừa lên tiếng về tin đồn PSG liên hệ với Zidane và sắp chia tay Pochettino. Chúng tôi không muốn để Pochettino đi. Ông ấy không bao giờ yêu cầu ra đi và không có câu lạc bộ nào liên hệ với chúng tôi về trường hợp của Pochettino. Chúng tôi rất tôn trọng Zidane với những gì mà ông ấy đã làm được với tư cách là cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Thế nhưng, tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng rằng chúng tôi không liên hệ hay có cuộc gặp nào với ông ấy. Trước đó, trả lời phỏng vấn ở trận thua trước Man City, ông Pochettino cũng phủ nhận thông tin sắp rời PSG. Cựu huấn luyện viên của Tottenham khẳng định đang rất hạnh phúc tại Paris và sẽ tôn trọng hợp đồng với đội bóng. Theo Matteo Moreto, Messi và những người bạn thân thiết của anh đều đã biết về kết quả bầu chọn quả bóng vàng 2021. Nếu thông tin này là chính xác, Messi sẽ có quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp, kỷ lục mới của giải thưởng này và bỏ cách người đứng sau Ronaldo 2 lần. Trong năm nay, các đối thủ cạnh tranh của bóng vàng lớn nhất của Messi là Jorginho và Lewandowski. Jorginho là ngôi sao đã đoạt được hai danh hiệu quan trọng nhất năm 2021, Champions League và Euro. Trong khi đó, Lewandowski là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất, bỏ xa cả Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, Messi cũng có cơ sở để đoạt giải. Đó là chiếc vô địch Copa America cùng Argentina. Và đây là danh hiệu đầu tiên của Messi với đội tuyển quốc gia. Nó tạo ra hiệu ứng rất lớn trong mùa hè vừa qua. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hợp đồng của huấn luyện viên Ralf Rangnick có thời hạn đến hết mùa này. Sau đó, vị huấn luyện viên người Đức sẽ đảm nhận vai trò cố vấn bắt đầu từ tháng 6 năm 2022 đến năm 2024. Tuy nhiên, Ralf Rangnick sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt MU nếu được ban lãnh đạo đội bóng đề nghị. Huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ có trận ra mắt MU ở cuộc tiếp đón Arsenal vòng 14 Premier League vào ngày 3 tháng 12. Sau trận đại chiến với Arsenal, Man United sẽ đối mặt với lịch thi đấu khá nhẹ. Cụ thể, Quỷ Đỏ sẽ không gặp bất cứ đối thủ nào nằm trong top 6 Premier League trong 6 vòng liên tiếp, lần lượt gặp Crystal Palace, Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle và Burnley. Đây là lịch thi đấu thuận lợi để huấn luyện viên Rangnick có thể đưa MU bứt phá trên bảng xếp hạng và trở lại với cuộc đua vô địch. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được Hà Nội FC bật đèn xanh cho phép trở lại đội tuyển. Đây là tin vui bất ngờ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong thời gian qua, ông Kim Kwang-jae là người trực tiếp hướng dẫn Hùng Dũng tập hồi phục. Trước khi đồng ý để tiền vệ 28 tuổi trở lại tuyển, chuyên gia người Hàn Quốc đã có 4 buổi kiểm tra các chỉ số cơ thể của Hùng Dũng và đều thu về kết quả tốt. Cũng theo phía Hà Nội FC, Hùng Dũng sẽ lên máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mai. Sau đó anh sẽ được xe đón tới Bà Rịa Vũng Tàu để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Hùng Dũng là tin vui bất ngờ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông là người hiểu rõ chất lượng và kinh nghiệm của tiền vệ này ở các giải đấu lớn.